Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Việt Nam. Phiên tòa tiếp theo xử vụ Đoàn Thị Hương đã diễn ra vào tháng 10. Phiên tòa đầu tiên với phần tranh tụng của cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisha sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tới đây và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11. Đây là hai nhân vật bị cáo buộc đã ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2 vừa qua. Tin từ hãng AFP cho biết tại phiên tòa xét xử vào sáng hôm 28 tháng 7 ở tòa án tối cao Shah Alam, Malaysia. Chủ tọa phiên tòa là ông Aziz Arifin nói rằng cả hai cô sẽ hầu tòa cùng nhau trong phiên tới đây. Đại diện công tố viên Mohammad Ikada cho biết khoảng 30-40 nhân chứng sẽ được triệu tập. Hai cô của Đoàn Thị Hương, người Việt Nam và Siti Aisha, người Indonesia, bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX bôi lên mặt nạn nhân khi gây án. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận cáo buộc này, nói rằng họ nghĩ mình chỉ đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Vị luật sư bào chữa cho cô Aisha cho biết, ông nghi ngờ chất hóa học được sử dụng không phải là VX và sẽ nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia để làm sáng tỏ điều này. Ông này cũng nói thêm rằng, vấn đề cốt lõi của cô Aisha không biết trên tay mình là có chất độc khi vụ án xảy ra. Kính thưa quý vị. Tin từ Quảng Nam, voi rừng thường xuyên xuất hiện và phá hoại hoa màu. Ông Trần Văn Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cộng sản xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, người dân trong xã đã nhiều lần phát hiện voi rừng đi kiếm ăn ngoài bìa rừng. Gần đây nhất vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 7, hai đàn voi gồm 6 con, trong đó có hoi hai voi con, đã đi kiếm ăn trong khu vực vùng đệm thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, cách thôn 5 xã Quế Lâm khoảng 200 km. Hai đàn voi đã phá hoại đường ống dẫn nước sinh hoạt từ suối về thôn và phá chuối trồng trên rẫy của người dân. Việc đàn voi đi ăn ở ngoài bìa rừng cho thấy nguồn thức ăn tự nhiên của voi đang bị thiếu. Nhằm tránh tình trạng xung đột giữa người dân và đàn voi rừng, Hạt Kiểm Lâm Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền cách xua đuổi đàn voi về lại rừng, đồng thời cảnh báo người dân ở những khu vực đàn voi thường xuyên xuất hiện. Tháng 3 năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi thuộc các xã Phước Ninh và Quế Lâm, huyện Nông Sơn với diện tích gần 19.000 ha và vùng đệm gần 25.000 ha. Kính thưa quý vị. Việt Nam đề nghị Indonesia khẩn trương điều tra vụ bắn tàu cá. Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị Ngoại trưởng Indonesia làm rõ việc tàu hải quân nước này nổ súng vào tàu cá Bình Định. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi về thông tin tàu hải quân Indonesia mang số hiệu 371 bị truy đuổi, dùng súng bắn vào tàu cá Bình Định mang số hiệu BD-31153TS, khiến hai nhân dân và ngư dân Việt Nam bị thương. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh đây là một việc nghiêm trọng, không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia đang phát triển tốt đẹp. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam hết sức lo ngại về vụ việc này, đề nghị phía Indonesia khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam và chấm dứt tái diễn các hành động tương tự. Tàu cá Bình Định hôm 22 tháng 7 bị tàu nước ngoài với khoảng 30 người mặc quân phục đuổi theo, dùng súng bắn nhiều phát đạn khi cách đường phân định ranh giới thềm lục địa Việt Nam-Indonesia 7 hải lý về hướng Bắc, cách côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu hơn 100 hải lý về hướng Đông và Đông Nam. Khi chủ tàu Việt Nam bỏ chạy, tàu nước ngoài tiếp tục truy đuổi và nổ súng liên tục hơn 2 giờ, khiến hai ngư dân bị thương. Họ đang được theo dõi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Vừa rồi là các phần tin tức trên đài truyền hình Việt Mỹ ngày hôm nay. Quốc Dũng xin kính chúc quý vị có một cuối tuần thật an lành.